Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngủ quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Chuyện ca sĩ Lương Gia Huy bị gạt gần nửa tỷ đồng tiền Việt Nam. Thủ đoạn bị gạt ra sao? Đây là câu chuyện mà ca sĩ Lương Gia Huy cho biết là anh cũng đắn đo lắm, suy nghĩ dữ lắm, rồi mới công khai kể cho mọi người. Mục đích chỉ là để cảnh báo mọi người về thủ đoạn lừa gạt tại Việt Nam hiện nay. Nên Thanh Tùng xin được mượn câu chuyện này kể lại cho quý khán giả xem chương trình và đặc biệt những quý vị đang có thân nhân sống ở Việt Nam hay những quý vị từ Việt Nam mà có xem chương trình á thì quý vị hiểu lại thêm một thủ đoạn lừa gạt nhắm vào nhắm vào những ai mà chỉ cần một tích tắc mất cảnh giác, sơ hở là sẽ trở thành nạn nhân bị gạt ngay. Và số tiền mà ca sĩ Lương Gia Huy bị gạt lần này lên tới gần nửa tỷ đồng tiền Việt Nam. Tuy nhiên trước hết, sẽ được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. Bạn đang khổ sở vì tiểu đường, cao mỡ, cao máu, mệt mỏi kinh niên, đau bao tử hay các vấn đề về sức khỏe khác? hay chỉ là muốn kiện thân khỏe mạnh hơn thì sản phẩm hạt mầm gạo lứt Bio NO2 này là dành cho bạn. Xin gọi 1 338 4121 để biết thêm chi tiết. Và sản phẩm cũng hiện đang có bán tại tiệm Vạn Hòa Lâm trong khu Vietnam Town bên ngoài Grand Century Mall. Vạn Hòa Lâm là nơi đáng tin cậy khi quý vị muốn tìm kiếm những sản phẩm dược thảo uy tín chất lượng. Vạn Hòa Lâm trong khu Việt Nam Town 979 Road Unit 7087, điện thoại 408 294 2354. Nhà hàng 360 đang nổi tiếng với dịch quay, heo quay, gà quay. Nhà hàng 360 đang được yêu thích với các món mì, cơm dĩa, cơm gia đình gồm canh chua, cá kho, thịt kho, heo sữa quay cho tiệc gia đình, tôm hùm sauce đặc biệt và party tray các loại như mì xào, cơm chiên, gỏi thái, gỏi chân gà rút xương, gỏi hải sản và các món chay. Nhà hàng 360 trong khu Việt Nam Thao trên đường Story Road San Jose 669-230-6854. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân tọa lạc bên trong khu Paloma Plaza 3005 Silver Creek Road, San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều trong thời gian này. Mua hai sản phẩm Menado sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng. 408 528 9297 An Khang Mì Gia trong khu thương mại Việt Nam Town, San Jose. Mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối đóng cửa thứ tư hàng tuần 408 217 9496. Để đáp ứng nhu cầu gửi quà của quý vị đồng hương, công ty Ly gửi quà, Ly gửi tiền lệ và Ly Travel sẽ tăng cường thêm các chuyến bay gửi hàng vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Kính mời bà con hãy ghé ra ba chi nhánh: chi nhánh 1648 Tholey Road 408 -270 1027, chi nhánh 1912 Ebon Road 408 528 6789, chi nhánh 769 East Capitol Avenue Milpitas 408 586 9999. Thưa quý vị, ca sĩ Lương Gia Huy lên facebook đầu tiên á là viết viết trước viết một bài kể chuyện chi tiết lắm ở trên facebook cá nhân của mình có gì vào facebook có gì tìm chữ à, ca sĩ lương gia huy vị sẽ thấy trong đó có kèm theo những cái mẫu tin nhắn giữa kẻ lừa đảo tự xưng là đại diện của ngân hàng quân đội kèm theo là lời kể và mới sáng ngày hôm nay thì lương gia huy có vẻ như theo yêu cầu của rất nhiều bạn bè và người quen nên quyết định đăng đàn livestream kể lại câu chuyện bị gạt mất gần nửa tỷ đồng tiền Việt Nam. Thì tóm gọn lại, để những quý vị nào không có thời gian vào xem Facebook của Lương Gia Huy thì Thanh Tùng tóm gọn trong vài phút chuyện gì xảy ra, thủ đoạn như thế nào. Ca sĩ Lương Gia Huy buồn vì bị lừa đảo 470 triệu đồng tiền Việt Nam tức là tương đương với 19.043 Mỹ Kim. Nam ca sĩ quyết định chia sẻ câu chuyện này để cảnh giác đến mọi người. Lương Gia Huy kể, khi anh đang bận rộn với việc chuẩn bị sản phẩm âm nhạc mới cùng với ca sĩ Saka Trương Tuyền, thì nhận được cuộc gọi của người tự xưng là nhân viên ngân hàng. Họ phổ biến về thủ đoạn, họ phổ biến về thủ tục, họ phổ biến về thủ tục nâng hạn mức thẻ tín dụng cho nam ca sĩ. Quý vị nhớ, mỗi khi mà mình có thẻ tín dụng, ban đầu thì ngân hàng chỉ cho mình cái mức giới hạn tiền của thẻ tín dụng bấy nhiêu đó thôi. Mỗi người tùy tín dụng cao hay thấp, mỗi người tùy là thu nhập của quý vị thấp hay cao, vì nó tùy vào nhiều yếu tố khác nhau, mà giới hạn thẻ tín dụng cũng sẽ khác nhau. Duyên này thì những ai có xài thẻ tín dụng đều biết thì có những người thẻ tín dụng tối đa có 2.000 2.000 Mỹ Kim có người thẻ tín dụng tối đa là 5.000 Mỹ Kim nhưng cũng có những người nhờ trả thẻ trả tiền thẻ đúng hạn không có bị nợ cho nên thẻ tín dụng nó sẽ nâng cái mức giới hạn từ 5.000 nâng lên thành 10.000 10.000 nâng lên thành 15.000 và thậm chí 15.000 nâng lên thành 30.000 thì cái câu chuyện của ca sĩ Lương Gia Huy nó nằm trong cái thủ đoạn kẻ gian đóng giả dai là nhân viên của ngân hàng gọi tới để cho biết rằng thẻ tín dụng của ca sĩ lương gia huy đã được ngân hàng quyết định nâng mức giới hạn tức là cho thêm số tiền khi sử dụng thẻ tín dụng cho lương gia huy thì khi mà họ gọi tới thì lương gia huy đang tất bật với công việc cho nên anh mới đưa cái điện thoại cầm tay của mình cho nhân viên phụ tá thân cận để giải quyết. Anh không giải quyết, anh đưa cho nhân viên. Thì cái người cộng sự này đã có Lương Gia Huy á, ở trong nước á, họ dùng chữ là trợ lý, tức là nhân viên đi theo để hỗ trợ giúp đỡ hàng trăm, hàng ngàn công việc khác nhau của một ngôi sao. Nhận điện thoại bầu xô, giữ lịch cho ca sĩ, rồi báo giá cho bầu xô, lo quần áo cho ca sĩ, lo tất cả mọi thứ. Trong nước họ gọi là trợ lý. Thì các nhân viên trợ lý này thường á, là những người rất giỏi, lanh lẹ, thông minh, nhanh nhẹn, chăm chỉ. Mỗi một ngôi sao sẽ có một trợ lý riêng. Thì Thanh Tùng là đứa mà thường đi sâu chung với nhiều ca sĩ từ trong nước sang. Cho nên chẳng những tiếp xúc với các ngôi sao, các ca sĩ mà được, được tiếp xúc luôn với các trợ lý của các ngôi sao đó. Lễ Quyên có một cậu trợ lý trẻ rất là dễ thương. Đàm Vĩnh Hưng thì có tới ba trợ lý khác nhau. À, trường hợp của để xem nhiều lắm, nhiều, nhiều nhiều ca sĩ qua đây là có trợ lý đi theo hết. thì ở bên Mỹ không có chuyện đó. Các ngôi sao ca nhạc ở Mỹ là không cần trợ lý. ở Mỹ có gì gọi bút xô cho ca sĩ. Quý vị chỉ cần nhấc điện thoại alo là ca sĩ bóc phone. Rất ít khi ca sĩ để cho chồng hay vợ của mình thai mặt mình để trả lời bầu sô. Bây giờ tâm lý bầu sô bên Mỹ, khi họ liên lạc với ca sĩ họ bút sô, họ chỉ muốn nói chuyện với ca sĩ thôi. Họ không có muốn nói chuyện qua người thứ ba, kể cả chồng hay vợ của ca sĩ. Thật ra ngôi sao bên Mỹ thường là tự mình trả lời, nhận xô báo giá của bầu xô tự mình lên lịch bút vé máy bay lo vali hành lý tất cả mọi thứ chỉ một mình mình thôi riêng các bạn ca sĩ dân ngôi sao việt nam bây giờ theo cái công nghệ giải trí theo công nghệ lăng xe mới hiện nay họ đều phải bút trợ lý bởi vì trợ lý sẽ thay mặt cho ca sĩ giải quyết tất cả các vấn đề nếu ca sĩ tự ra mặt thì nó sẽ phiền phiền toái lắm nó mất thời gian nhiều lắm quý vị nhất là cái vụ trả giá bầu sô thượng vàng hạ cám mà nó sẽ ép giá nó trả giá tùm lum hết thì nếu không có trợ lý thay mình để có thể trả lời báo giá và rồi trả giá lẫn nhau thì ai sẽ lo chuyện đó không lẽ mình là ngôi sao nổi tiếng mà mình đi đôi co về chuyện giá cả với các bầu sô nhỏ lẻ hay sao thành ra trợ lý sẽ lo hết thì trong trường hợp này nè trong trường hợp này, ở trong nước họ gọi cái nhân vật mà lo báo giá, báo xô cho ca sĩ là trợ lý. Những người Việt mà rời Sài Gòn trước 1975, họ không chấp nhận cái chữ trợ lý bởi vì nó chữ trợ lý là chữ Việt Cộng. Tại vì sau này chữ này được sử dụng thường xuyên, nhưng những người đi ra khỏi Việt Nam trước 1975 á, không có quen cái chữ trợ lý. Thành ra, Thanh Tùng sẽ phải sửa cái chữ trợ lý này lại thành chữ phụ tá, nhân viên phụ tá để cho nó hợp lỗ tai của những người đã bỏ nước ra đi từ trước 75. Chứ còn đại đa số những người ở lại Việt Nam sau 75 nha quý vị, quen với chữ trợ lý, đã quen rồi. Mà đây là cái chức danh của các nhân viên ở trong nước đi theo phụ việc cho các ngôi sao. Thì, nói dòng do, để trở lại, bởi vì cái nhân vật mà trợ lý của Trương Gia Huy đó mới là nhân vật làm nên câu chuyện bị lừa gạt tiền. Cái người cộng sự này nè, của Lương Gia Huy á là một người được mô tả là lanh lợi, thông minh và trung thành với Lương Gia Huy. Họ làm việc với nhau suốt hơn 10 năm. Cho nên Lương Gia Huy mới rất là tin. Tin cái anh cộng sự viên này tin lắm. Cho nên mới đưa cái điện thoại cho anh này trả lời. Và lại anh anh trợ lý này nè, lại cái anh mà nắm hết thông tin về Lương Gia Huy cho nên giao cho anh là yên tâm. Rồi, cho nên khi mà người cộng sự mất cảnh giác, Bữa đó mất cảnh giác ở bên kia, họ nói rằng tôi là đại diện của ngân hàng quân đội. Tôi gọi đến để báo rằng thẻ tín dụng của Lương Gia Huy đã được nâng mức giới hạn. Bây giờ chúng tôi cần anh làm theo những hướng dẫn, theo thủ tục, thì thẻ tín dụng sẽ được nâng mức giới hạn. Và bắt đầu từ đó, thủ đoạn được tiến hành. Thủ đoạn được tiến hành ra sao? Thanh Tùng kể quý vị nghe chi tiết sau ít phút quảng cáo. Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngũ quý khán giả của Net Việt TV chào mừng đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Thanh Tùng đang kể quý vị nghe câu chuyện của ca sĩ Lương Gia Huy bị gạt số tiền lên tới gần nửa tỷ đồng tiền Việt Nam ra sao, thủ đoạn được tính toán như thế nào, rút tiền nhiều lần như thế nào, lợi dụng sơ hở của nạn nhân như thế nào. Như là một bài học chia sẻ cho tất cả mọi người sự cảnh giác. Tuy nhiên trước hết, sẽ được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot News với Thanh Tùng vào giờ này. thuế cá nhân hùng hạp thuế công ty thuế thương mại thuế nhân viên trung tâm thuế vụ hàng lê đã giờ về địa điểm mới 2114 center road suite 22 san jose bên cạnh dmv và đối diện costco 408 279 5843 nhà hàng phở 90 độ kể từ nay bà con mình có thêm địa điểm ăn khuya ở san jose phở 90 độ ở mặt tiền khu thương mại việt nam Thao, san jose mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya phở 90 độ trong khu cremon milpitas mở cửa từ chủ nhật đến thứ năm từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối, riêng thứ sáu và thứ bảy mở cửa đến 9 giờ tối. Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Northern và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tiêm tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose, nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Northern, trong khu thương mại Việt Nam Town San Jose, 408-293-5900. Rồi, tôi có gì câu chuyện được kể là khi mà ca sĩ Lương Gia Huy lúc đó đang bận quá Anh đang bận để chuẩn bị ra sản phẩm mới với một ca sĩ trẻ Thì khi điện thoại gọi tới có người tự xưng mình là nhân viên của ngân hàng quân đội à, Chúng tôi gọi tới để nâng cái mức tiền giới hạn trong thẻ tín dụng của Lương Gia Huy Thế là anh giao cái điện thoại cầm tay của mình cho nhân viên phụ tá nhờ Chữ dùng trước 75 Sau 75 người ta gọi là nhân viên trợ lý Nhân viên trợ lý này rất là rành về lương gia huy thà làm việc chung nhau hơn 10 năm cho nên mới thay mặt lương gia huy để trả lời ở bên kia đường dây đó cái người tự nhận mình là nhân viên của ngân hàng á mới hướng dẫn là để được nâng mức giới hạn tín dụng trong thẻ cần phải tiến hành một số các thủ tục một trong số những thủ tục đó bên kia hướng dẫn là phụ tá của ca sĩ lương gia huy sẽ phải chụp hình lại thẻ tín dụng của lương của lương gia huy thẻ tín dụng nha, chụp hình thẻ tín dụng. Sau đó, chụp luôn thẻ căn cước công dân của lương Gia Huy. Rồi, chụp luôn thẻ ngân hàng mặt trước lẫn mặt sau. Tức là làm theo hướng dẫn chụp hết tất cả các mặt thẻ như vậy rồi mới gửi qua dạng tin nhắn cho ở phía bên kia. Sau khi gửi tất cả đi rồi. Và rồi, bên kia họ đòi cung cấp luôn cái mã OTP. Quý vị nhớ một là cái cái mã OTP là cái mã mà để mình kiểm soát cái cái giao dịch trên thẻ của mình á thì bên này cung cấp luôn cả cái mã OTP luôn. Thì vừa cung cấp cái mã OTP á là bên kia nó rút liền, bên kia rút liền 20 triệu. 20 triệu tương đương với 810 Mỹ kim đó quý vị. Nó rút liền nhưng mà nó có hứa là chúng tôi chỉ tạm rút 20 triệu này thôi, sau khi thủ tục hoàn tất chúng tôi sẽ trả lại 20 triệu này. Thành ra khi mà phụ tá của Lương Gia Huy thấy là khi mình giao hết tất cả những gì họ đòi thì bị rút liền 20 triệu. Nhưng yên tâm, bởi vì nó nói nó trả mà, nó sẽ trả lại sau này. Rồi, không thành vấn đề. Phía của nam ca sĩ Lương Gia Huy cũng không có phát giác ra gì bất thường hết. Tại vì trước đó đã được dặn là trừ xong rồi thì sẽ được hoàn tiền lại mà, cho nên không thành vấn đề. Cho tới nửa đêm, khi hai vợ chồng ca sĩ Lương Gia Huy đang ngủ, đang ngủ nha quý vị, thì cái bọn lừa đảo này nè, nó mới vào trong cái thẻ ngân hàng của Lương Gia Huy á, nó mới rút 200 triệu đồng, tương đương với 8.103 Mỹ Kim. Rồi nó vô trong cái thẻ của vợ của Lương Gia Huy á, nó không rút 200 triệu đồng, tức là tương đương với 8.103 Mỹ Kim. Nó rút tiền của chồng 200 triệu, rút tiền của vợ 200 triệu, tổng cộng là nhiều cái gì? 400 triệu nó rút rồi thì hai vợ chồng đang ngủ mới nghe cái tan thì quý vị nhớ điện thoại ở trong nước á, mỗi một lần quý vị xài cái cái ứng dụng tức là cái app giao dịch á ai gửi tiền cho quý vị nó kêu cái tan hoặc là tiền của vị bị ai đó rút đi nó cũng kêu cái tan quý vị nhớ không đó là ở trong nước hai chồng đang ngủ nửa đêm tự nhiên nghe điện thoại của vợ tan <laughs> điện thoại của chồng tan hai chồng mở điện thoại ra bị ai đó rút 200 triệu hai chồng quán hôn thức dậy mới block liền mới chặn liền cái 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 tài khoản cái ứng dụng ở trên điện thoại của mình để nó không rút nữa tưởng là đã xong rồi như vậy là đã xong rồi không cho tới cho tới cái cái ngày hôm sau mặc dù đó là bà đã bị kẻ gian nó rút 400 triệu đồng ở trong thẻ của vợ của chồng rồi mà ca sĩ lương gia huy lại tiếp tục bận rộn với công việc cho nên không có giữ cái điện thoại của mình hôm sau thì cái bọn lừa đảo á nó tiếp tục liên lạc giờ này nó gặp ai 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 trả lời máy quý vị phụ tá của lương gia huy nè ông ca sĩ nó ông bận quá ông mới giao cho phụ tá giữ giùm mà ông không kể cái câu chuyện là ông đã bị ai đó rút 400 triệu ông chỉ có giao thôi bận quá ông phụ tá ngày hôm qua đã từng chụp hình mấy cái thẻ tín dụng thẻ ngân hàng thẻ căn cước công dân gửi đi rồi cho nên hôm nay bên kia gọi lại nữa thì a à, nhận ra người quen ngày hôm qua cho nên trả lời máy Kiếp bọn lừa đảo đó đó nó thúc giục phía của nam ca sĩ phải nộp thêm 50 triệu đồng 50 triệu đồng tiền Việt Nam tức tương đương với khoảng 2025 Mỹ Kim phải nộp 50 triệu đồng thì mới đủ điều kiện để được nâng cái mức giới hạn thẻ tín dụng Đấy. nam ca sĩ Lương Gia Huy kể như sau tôi bận quá không có giữ máy cho nên để cho trợ lý với vợ tự làm thế là bị lừa thêm 50 triệu đồng. Lúc họ bảo chuyển tiếp, tôi mới sực tỉnh và biết mình bị lừa dối, bị lừa rồi. Có nghĩa là sau khi đã lấy 20 triệu từ lúc vừa nộp cho nó hình ảnh thẻ tín dụng giao cho nó cái cái mã OTP là nó rút trước 20 triệu. Rồi nó hứa rằng là tôi rút tạm thôi, hoàn tất cái thủ tục này tôi trả lại 20 triệu tới tối nó lấy thêm 400 triệu, 200 triệu từ chồng, 20 triệu từ vợ nữa là bỏ, là bao nhiêu cái gì là 420 triệu rồi. Vậy mà cho tới ngày hôm sau vẫn không cảnh giác là giao cái phone đó, cái điện thoại đó cho nhân viên phụ tá của mình. Để rồi kẻ gian bên kia nó bảo rằng là bây giờ để đầy đủ thủ tục nâng mức hạn, mức nâng mức giới hạn thẻ tín dụng thì phải đóng thêm 50 triệu. Vậy mà phụ tá cũng thay mặt lương gia huy đóng luôn 50 triệu cho kẻ gian bên kia. Vậy tổng cộng là nhiêu quý vị? 470 triệu rồi đúng không? Đó. Sau khi nộp 50 triệu cho nó rồi mà nó vẫn chưa vừa lòng hả dạ nhau quý vị. Nó nhắn tin lại nó nói: 50 triệu này anh nhập vô tài khoản của bên tụi tôi sai thủ tục. Anh đã làm không đúng theo hướng dẫn cho nên anh phải nộp thêm 50 triệu nữa cho chúng tôi thì nó mới đúng thủ tục để mức giới hạn thẻ tín dụng được tăng. Thì cái lần 50 triệu thứ nhì đó mà nó yêu cầu đó thì cả nhà của mình mới tá quả tâm tin mới sực tỉnh cơn mơ thì trời ơi tiền nó đã lấy hết 470 triệu rồi. Gần nửa tỷ đồng tiền Việt Nam. Thưa quý vị, đây là một số tiền khá lớn, khá lớn dù cho nói với việc kiều của mình ở Mỹ mà mất số tiền như thế này thì quý vị cũng 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 nghĩ rằng là nó tương đương với 19.043 đồng gần 20.000 đồng tiền dành dụm đó quý vị. Thì theo như lời của ca sĩ Lương Gia Huy đó, anh nói đi hát rồi kinh doanh tích góp mãi để lo cho ba đứa nhỏ, tiêu tiền không có dám giờ đưa cho bọn lừa đảo nó tiêu dùm trong phút chốc bay hết. Thôi, tôi ngu dại thì chấp nhận, Trường hợp bị lừa của tôi cũng sẽ là bài học cảnh giác cho nhiều người trong cuộc sống. Và dạ rồi, thông qua trải nghiệm bản thân, ca sĩ Lương Gia Huy cũng đưa ra lời khuyên cho mọi người như sau: Không nghe và tin điện thoại số lạ, đừng tin ai, chỉ tin chính mình. Việc quan trọng tiền bạc nên tự mình giải quyết không giao cho ai khác làm thay. Bọn lừa đảo giỏi thao túng thâm, tâm lý và chúng ăn ngủ chỉ để nghĩ ra trăm ngàn cách thức khác nhau chúng ta nên cảnh giác đề phòng chúng. Nam ca sĩ Lương Gia Huy tự an ủi bản thân sau vụ này. Dù buồn nhưng trong khoảng thời gian này, Lương Gia Huy vẫn chăm chỉ tất bật với công việc kinh doanh lẫn nghệ thuật, với mong muốn sẽ sớm kiếm lại được những gì đã mất. Lương Gia Huy nói sau khi cân nhắc, anh đăng tải bài viết chỉ muốn chia sẻ cảnh báo đến mọi người về vấn nạn lừa đảo qua mạng hiện nay. Nam ca sĩ chia sẻ như sau, bài học của tôi không mới, nhưng xin nhắc lại cho mọi người cùng biết thêm, hiện đang xuất hiện rất nhiều kẻ lừa đảo với nhiều kiểu khác nhau. Họ không lo làm ăn lương thiện mà chỉ thích đi lừa đảo, lấy đồng tiền mồ hôi nước mắt người khác, hưởng thụ cuộc sống. Ca, ca sĩ Lương Gia Huy cho biết sự việc của anh xảy ra cách đây nửa tháng. Sau khi cân nhắc, anh mới quyết định chia sẻ trên mạng xã hội để mong khán giả cảnh giác. Thưa, cảm ơn quý vị theo dõi tiết mục Hot News sẽ thanh tùng ngày hôm nay. Hẹn gặp quý vị tiết mục này vào ngày mai.